Lương Thế Thành gửi lời xin lỗi Thí Diễm sau một năm ngày cưới. Nhưng kỷ niệm một năm ngày cưới, Lương Thế Thành đã gửi lời xin lỗi Thúy Diễm vì nếu có những chuyện làm vợ không hài lòng trong một năm qua. Trưa ngày 12 tháng 4, 2016, cặp đôi phim Trái Tim Hoa Hồng đã tổ chức đám cưới tại quê chú rể ở Tiền Giang sau 4 năm yêu nhau. Hôm nay, trong một năm ngày cưới, Lương Thế Thành đã gửi những lời ngọt ngào nhất tới bà xã Thúy Diễm của mình. Nam diễn viên xúc động viết, hôm nay là đúng một năm kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng mình. Thật sự một năm qua là sự thử thách cho vợ chồng mình. Buồn vui có, giận hờn có, cãi vã có. Nhưng tất cả những điều đó sẽ không bao giờ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của vợ chồng mình em nhé. Trong năm qua, anh đã làm những gì cho em buồn anh thì cho anh xin lỗi. Anh hứa sẽ sửa đổi để làm một người chồng tốt. Cuộc sống vợ chồng mình kể từ đây sẽ là những chuỗi ngày hạnh phúc và vui vẻ. Hãy cùng anh làm điều đó nha em. Anh không dám hứa sẽ đem lại cho em một cuộc sống đầy đủ vật chất, nhưng anh dám hứa sẽ đem lại cho em một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Những ngày sắp tới sẽ đầy ắp tiếng cười của vợ chồng mình em nhé. Anh yêu em. Dòng chia sẻ của nam diễn viên nhận được sự quan tâm của bạn bè như Ngọc Lan, Trương Nam Thành. Sau đám cưới, Lương Thế Thành và Thúy Diễm sống chung với gia đình bên vợ, bởi căn hộ cặp đôi mua vẫn chưa được bàn giao. Nam diễn viên từng chia sẻ, anh thích ở rể vì thường được mẹ vợ nấu cho những món ăn ngon. Lương Thế Thành chia sẻ, trong nhà vợ là tay hòm chìa khóa. Ngay từ khi mới yêu nhau, anh đã đưa tiền cho Thúy Diễm giữ. Một ngày, nam diễn viên được vợ đưa cho 300 ngàn để tiêu xài. Anh tin tưởng vợ vì cô là người đảm đang, biết tính toán và chi tiêu hợp lý. Dù vậy, trước khi làm gì, Thúy Diễm đều hỏi ý kiến chồng. Tay hòm chìa khóa không có nghĩa là không có sự tôn trọng chồng. Giữa chúng tôi luôn có sự bàn bạc trước mỗi khi quyết định. Chúng tôi dự định năm nay sẽ có con vì cả hai đều thích con nít. Nhưng con cái là duyên trời cho, chúng tôi cũng không quá áp lực mà tự nhủ khi nào có thì mình đón nhận. Hiện tại cả hai lo kiếm tiền để gây dựng sự nghiệp vững chắc chăm lo cho gia đình, Thúy Diễm bày tỏ. Hồ Ngọc Hà làm giám khảo cuộc thi ca hát mới với cách xê hơn 200 triệu đồng một xô. Nữ ca sĩ ngồi ghế nóng một cuộc thi lần đầu tổ chức sau khi từ chối nhiều lời mời khác. Chiều 11 tháng 4, Hồ Ngọc Hà xuất hiện từ xe sang đến một sự kiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Một số khán giả được phép vào khu vực bên trong, họ cầm bảng tên cổ vũ nữ ca sĩ. Hồ Ngọc Hà diện nguyên cây đen sang trọng, chiếc váy của nữ ca sĩ do Lý Quý Khánh thiết kế. Hà Hồ sẽ đảm nhận vai trò giám khảo khách mời của cuộc thi ca hát mới mang tên Be A Star, Bạn Là Ngôi Sao. Nữ ca sĩ xuất hiện trong 5 show trên tổng số 10 show của chương trình. Hồ Ngọc Hà là gương mặt quen thuộc trên ghế nóng của nhiều cuộc thi hot tại Việt Nam như The Voice, X Factor, The Face. Cô đều được mời làm giám khảo hoặc huấn luyện viên ngay mùa đầu tiên của các cuộc thi này. Sau The Face 2016, Hà Hồ tạm thời ngừng nhận làm giám khảo để tập trung vào các dự án âm nhạc. Một số nhà tổ chức đã mời gọi lôi kéo cô ngồi ghế nóng của một số cuộc thi gần đây, nhưng cô đều từ chối. Vì vậy, việc Hà Hồ có mặt tại họp báo chiều nay và xác nhận chấm 5 show khiến nhiều người khá bất ngờ. Nữ ca sĩ giải thích, đây là chương trình lần đầu tiên được tổ chức, có format khá mới lạ, hấp dẫn. Cô chỉ ngồi ghế nóng 4 số nên sẽ không mất nhiều thời gian. Ngoài ra, nhà tổ chức rất chịu đầu tư và chịu chi, đó là những yếu tố khiến Hà Hồ nhận lời tham gia. Về phía nhà sản xuất, họ cảm thấy hài lòng khi có được cái gật đầu của giọng ca tìm lại giấc mơ sau những cuộc đàm phán nghiêm túc và khá vất vả. Khi được hỏi về số tiền được nhận từ Bạn Là Ngôi Sao, Hà Hồ khéo léo né tránh tiết lộ cụ thể mà chỉ nói cô thấy thỏa đáng. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin của Ngôi Sao.net, mức cachet Hồ Ngọc Hà nhận được trong mỗi show làm giám khảo cho chương trình này là hơn 200 triệu đồng. Đây là con số kỷ lục đối với bất kỳ một nghệ sĩ nào khi ngồi ghế nóng của các chương trình truyền hình thực tế hiện nay. Hồ Ngọc Hà chia sẻ với các thí sinh là một ngôi sao, họ phải làm cho người khác tò mò về bạn. Còn các giám khảo cố định như Dương Khắc Linh hay Hồ Quỳnh Hương thì khuyên thí sinh hãy cố gắng hết sức để tỏa sáng. Ngoài vai trò giám khảo, Dương Khắc Linh còn đảm nhận vị trí giám đốc âm nhạc của cuộc thi. Hồ Quỳnh Hương trở lại ghế nóng sau X Factor 2014. Nữ ca sĩ rất háo hức với format của chương trình. Nguyễn Quang Dũng làm cố vấn nội dung chương trình. Đạo diễn chương trình là Nguyễn Nam. Dự họp báo chiều nay còn có MC Kỳ Duyên và bạn trai Duy Hưng, ca sĩ Pha Lê, diễn viên Mai Thu Huyền, nhà thiết kế Lý Quý Khánh. Diễn quá sexy trước mặt trẻ nhỏ, Phi Thanh Vân bị chỉ trích gay gắt.
Không ít người lo lắng hình ảnh gợi cảm quá đà của Phi Thanh Vân trên truyền hình sẽ ảnh hưởng đến trẻ nhỏ. Sau cuộc ly hôn thứ hai gây ồn ào, Phi Thanh Vân mới đây tiếp tục trở thành gương mặt được bàn tán trên mạng xã hội vì vai phụ trong sitcom Gia Đình Vui Nhộn. Trong tập 49 lên sóng tối 10 tháng 4, khán giả bất ngờ khi Phi Thanh Vân diện chiếc váy quá gợi cảm trong phân cảnh trò chuyện với Hồng Đào và cậu con trai út của cô. Rất nhiều khán giả bức xúc vì đây là sitcom phát sóng vào giờ vàng 20 giờ trên VTV3. Bộ phim cũng được giới thiệu là dành cho mọi lứa tuổi trong gia đình. Không ít người lo lắng hình ảnh gợi cảm quá đà của Phi Thanh Vân trên phim sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến các em nhỏ. Đây không phải lần đầu tiên Phi Thanh Vân diện trang phục thiếu vải lên sóng truyền hình. Cũng trong Gia Đình Vui Nhộn, ở những tập trước, không ít lần Phi Thanh Vân chọn những bộ váy quá gợi cảm, không phù hợp với bộ phim sitcom phát sóng trên truyền hình. Nhiều bậc phụ huynh gây gắt lên mạng xã hội đề nghị nhà đài chú ý hơn đến việc kiểm soát trang phục của các diễn viên, tránh làm ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của con họ. Gia Đình Vui Nhộn là phiên bản Việt của series Ăn Khách Tại Mỹ. Sitcom kể về gia đình Tư Mộ Lết do Quang Minh đóng, người dẫn chương trình truyền hình. Giờ Công Cụ cùng bà xã Mộng Lan do Hồng Đào đóng. Họ có với nhau ba cậu con trai với độ tuổi cách tính khá nhau, Đinh, Ốc và Vích. Ngoài ra, Phi Thanh Vân, Lệ Bình là những người hàng xóm bạn bè của gia đình Tư Mộ Lết. Phi Thanh Vân thay đổi trang phục liên tục và đầy màu sắc dù đóng vai nhỏ. Những bộ cánh gợi cảm của Phi Thanh Vân trên phim khiến nhiều người lo lắng khi con họ xem phải. Thấy Ngọc Lan đang trang điểm, chồng Thanh Bình nói một câu khiến bà vợ nào cũng thấy đắng lòng. Ngọc Lan chắc cũng phải chạnh lòng khi nghe chồng nói như vậy. Mới sinh con được 2 tháng, nhưng Ngọc Lan khiến ai cũng phải ghen tị với nhan sắc của mình. Bà mẹ một con này luôn cảm nhận mình đã xuống sắc, nhưng người hâm mộ lại không thấy như vậy. Kể cả khi để mặt mộc, Ngọc Lan trông vẫn trẻ trung xinh đẹp. Tuy nhiên, chồng của nữ diễn viên lại có suy nghĩ hoàn toàn khác về nhan sắc của vợ. Mới đây, trong một livestream của Ngọc Lan khi đang make up, Thanh Bình đã xuất hiện và nhận xét quá choáng. Ngọc Lan được Thanh Bình đưa đi make up tại một salon của người bạn. Khi vợ đang mãi livestream, Thanh Bình liền bình luận một câu khiến ai cũng phải cười. Nam diễn viên trêu chọc vợ, trời có ai nghĩ tôi là chồng bà không vậy? Ngọc Lan cũng hỏi lại, chứ người ta tưởng gì? Anh đáp rất tỉnh, mẹ con. Ngọc Lan cũng không vừa, khi hỏi vặn lại, ba nghĩ sao mà mặt ba sánh bằng với mặt phôi mà đòi làm con em, nhưng lại nhận được câu trả lời bá đạo không kém, nó là em tôi mà. Đến đây thì Ngọc Lan cũng phải bó tay với chồng luôn. Mặc dù chơi Ngọc Lan già hơn mình, nhưng hiếm có được ông xã nào cưng chiều vợ như Thanh Bình. Sau nhiều lần sửa đi sửa lại, ai cũng choáng khi nhìn tượng sáp mới nhất của Trấn Thành. Trong khi nhìn của các nghệ sĩ khác thì rất đẹp và giống người thật, đi qua tượng sáp của Trấn Thành ai cũng giật mình. Hôm qua 11 tháng 4, Bảo tàng tượng sáp nghệ sĩ Việt chính thức mở cửa để du khách có thể chiêm ngưỡng các tác phẩm tượng sáp của các nghệ sĩ Việt. Trong hàng loạt tượng sáp rất giống với người thật như ca sĩ Lý Hải, Đàm Vĩnh Hưng, danh hài Việt Hương, thì người gây chú ý nhiều nhất có lẽ là danh hài Trấn Thành. Ngay từ lúc còn đang trong quá trình hoàn thành, thì tượng sáp của ông xã Harry Won đã nhận được nhiều ý kiến chê bai của dân mạng. Tuy nhiên, sau nhiều lần chỉnh sửa và thay đổi trang phục, thì xem ra tượng sáp của Trấn Thành cũng không có nhiều sự thay đổi. So với các nghệ sĩ khác, thì nhiều người cho rằng tượng sáp của MC Trấn Thành không giống với người thật cho lắm. Tượng sáp của danh hài Việt Hương, nhìn tượng của Đàm Vĩnh Hưng giống hệt con người thật. Ca sĩ Lý Hải đầu tư cho tượng sáp của mình từ khâu cắt sửa tóc cho đến trang phục. Sau nhiều lần chỉnh sửa, thì tượng của Trấn Thành cũng đã được trưng bày. Tuy nhiên, gương mặt được đánh giá là không giống người thật. Hơn nữa, bộ trang phục cũng loè loẹt, kém sự đầu tư so với các đàn anh. Nhiều người cho rằng tượng sáp không giống Trấn Thành, trang phục thì như tắc kè hoa. Trước đó, tượng của nam danh hài được mặc bộ đồ màu trắng, mái tóc được chải lệch ngôi khá giản dị. Nhiều người tỏ ra không hài lòng trước kiểu tạo dáng nhếch mép của ông xã Harry Won. Như vậy thì Trấn Thành vẫn giữ nguyên khuôn mặt như cũ, chỉ thay đổi quần áo và kiểu tóc.